Thời gian vừa qua thì quý vị có thể thấy rằng là có rất là nhiều bè cá cũng như số lượng cá khủng trôi giạt ở trong khu vực biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, khu vực Móng Cái và khu vực Đông Hưng của Trung Quốc quý vị. Thì Khang đang rất là tò mò, rất thắc mắc không biết rằng là số bè cá đó là của ai và cái lượng cá đó ra biển có bị vấn đề gì không hay là nó sẽ chết hết. Thì thực hư như thế nào thì mời quý vị cùng xem video này quý vị nhé. Hiện tại thì Khang đang có mặt tại biển ở bên Trung Quốc quý vị nhé. Khang đang tìm kiếm những con cá bị đánh tạt vào đây nhưng mà không có đâu quý vị ạ. Bên này thì bờ biển chỉ có những cái cây và một chút cái phao xốp như này. Đó. Sau khi mà Khang đăng video, Khang thấy có rất là nhiều những bình luận trái chiều. Rất là nhiều người bảo rằng là ô đây là những con cá của Việt Nam bị vỡ bè trôi lên. Còn nhiều người thì bảo là ô cá Trung Quốc. Nhiều người thì bảo là cá này 35.000 cân, nhiều người thì bảo cá này 140.000, người thì bảo là cá này cá bệnh, người thì cả bảo cá này cá bình thường. Rất là nhiều những bình luận thì trong video này mình sẽ nói từng cái một quý vị nhé. Đầu tiên đó là về vấn đề mà giá cả, có người bảo là 35.000 kg, nếu mà người đó mua được 35.000 là giỏi quý vị ạ. Nhưng mà Khang nghĩ rằng chắc là những anh chị cô chú đó đang nhầm lẫn. Với lại có con cá mà chim đen quý vị, con cá mà nuôi ở ao ấy, cá nước ngọt ấy. Còn con cá này là mình khẳng định là cá nước mặn quý vị nhá. Hiện tại thì những người ngư dân ở đây người ta vẫn đi bẫy cá hàng ngày và vẫn bắt được nó. Thì có nghĩa là nó sống ở trên biển này được thì nó là cá nước mặn. Cá nước mặn mà giá 35.000 kg là không có. Bây giờ con cá rô phi các quý vị mà đi mua là giá 35.000 đã không có rồi, chứ đừng nói là con cá biển mà cá giống cá chim như này. Đó. Còn cái vấn đề mà nó có bệnh hay không thì tí nữa Khang sẽ chia sẻ tiếp. Và đặc biệt đó là hôm nay Khang nói về cái chủ đề là chủ cá là ai nhá. Chủ cá là ai mà sao vẫn chưa xuất hiện, và liệu có vấn đề gì với số cá đó không mà người ta lại không nhận cái bè, cái lồng của mình trở về nhá quý vị nhá. Hiện tại thì Khang thấy có rất là nhiều thuyền cá được kéo lên bờ quý vị ạ. Các cô chú vừa đi đánh cá về á, và Khang ngó lại xem có cá không quý vị nhá. Cô người dân tộc Kinh hả? À, cô người dân tộc Kinh. Cô ơi, con thấy người dân tộc Kinh đánh được nhiều cá thế. Cái cá này sao bữa nay nhiều thế nhỉ? Cái cá này người nuôi nó vỡ thiếu. À. Xiếng nó xuống Việt Nam nhiều vậy. Cá xuống Việt Nam mấy cái vậy à? Xuống Việt Nam nhiều. Dạ. Do bão nó chạy xuống Việt Nam. Dạ. Mấy cái mỏng xiếng. Dạ. Bây giờ nó chạy lên rồi. Cái chủ người mà bị vỡ này là ở Quảng Tây hay là Quảng Đông cô? Ở đâu? Người bên đây. Bên đây à? Nhưng mà ở tỉnh nào? Ở Trung Quốc về. Ở Trung Quốc rồi à? Con cũng nghe người Việt Nam bảo là có rất là nhiều cá chết về bờ biển Móng Cái á. Không phải chết, nó cứ nuôi cái mỏng xiếng. À, nó chạy sang đấy làm mấy nghìn cân. Làm bão ấy. Người Việt gió Nam to ấy. Nha. Dạ. Gió to đảo thì nó làm thì nó làm vỡ. Chạy ra thì ấy người thả vỡ được cả. Vỡ ra là này nó ra. Đến mấy ngày nữa lại có bão còn à. Mấy ngày nữa sao lại có bão đó mấy. Chuẩn bị này có bão hả cô? À. Ồ, con ghẹ này chết. À, đuổi bọt. Có nghĩa là người Trung Quốc nuôi nhưng mà bão nó đánh bay đi à? Mày cho cái chọc to la. Bây giờ nó về lấy chọc to để cho tin phê nó đánh diễn nè. Ây ơ, lũi bọt nó tàn rồi. Ừ, không gỡ được cái gì hết. Thế nè. Cháu đây, lũi bọt hết rồi. Lũi bọt. Lũi bọt hết rồi, tao muốn đi về em biết. Không lọc có cái nhiều à. Lũi bọt cái này gỡ. Biết không? Em chọc to để liệt mãi. Anh cho chó vào ngắm đâu, nó chết mất. Đó, quý vị, các chú đang xử lý gọi con ghẹ này là chết quý vị. Không biết đem à. Đem nó đi cắt quá chi nhá. Đó thì các cô đang gỡ những con ghẹ, con cá quý vị ạ. Những con ghẹ này thì khá là ngon quý vị, ghẹ xanh này. Ghẹ màu xanh quý vị nhá. Còn những con cá này thì là vẫn là con cá vàng áng. Từ những cái bè của Trung Quốc nuôi nó bị bậy ra quý vị, nhiều lắm. Chị ơi, ở đây có cái bè cá nào của Trung Quốc nào ở đây không? Có trôi vào đây không? Không, không. Không có. Trôi sang Việt Nam à? Nó xuống biển à. Ờ. Nó làm bở xuống biển, người đi thả biển, đi thả cá. Chị... Bè mòn kiếm bở về, nó không bở, nó bắt được ngắn nhiều cá. Dạ. Chắc nhiều lắm chị nhỉ? Nhiều, nó nuôi nha. Bao nhiêu tấn, 100 tấn à? Có chứ, có 100 tấn. Dạ, 100 tấn. Tôi không là chắc bê không nhiều mấy cờ,
con vậy à. Dạ. Yeah. Vậy là mình thả lưới là ngày nào cũng được nhiều về hả cô? 3 ngày đi. 3 ngày. Bữa nay mới nhiều à. À, bữa nay mới nhiều được cái nhiều cá vậy. Qua gió bão được nhiều. Dạ. Yeah. Ơ vậy cái chủ người Trung Quốc đấy người ta đã nhận mấy cái lồng bè đấy về chưa cơ chị? Không dám gì đâu. Không dám nhận à? Đâu dám nhắm xuống Việt Nam. À, ý là chưa dám xuống Việt Nam vậy. Người Việt Nam lấy à. À, ý là phải xin giấy tờ mới được xuống đấy lấy lồng về ha, lấy bè về. Lấy về là mì. Là nó có tiền nó không lấy đâu. À, đi lấy là phải có tiền đấy cô chị nhỉ? Đi phải tiền ai nó cho mày không? Đúng rồi. Tiền là bên hai bên trao trả cho nhau ha. Đó. Quý vị thì thấy cá nhiều lắm quý vị ạ. Để cho bọc năm này. Hai cô chú đang khênh cái kia vào để cho nó khỏi chết đấy quý vị ạ. Đó, không có ghẹ chết hết quý vị. Cá thì nó còn sống ở ngoài biển nha quý vị nha, nhưng mà các cô các chú đánh lên bờ thì không thể sống được. Đó, cô đang khênh đằng kia. Đó, chủ yếu là các cô chú giữ cho ghẹ nó sống đấy quý vị. Còn cá thì trước sau những phải chết rồi. Nhiều lắm quý vị. Rồi con cảm ơn cô với chị nhá. Con đi ạ. Xin xin ạ. À, thưa quý vị thì hiện tại Khang đang tiếp tục di chuyển để quay cho quý vị xem ở trên bờ biển bên Trung Quốc đây quý vị. Khang thấy rằng là một dãy, nói chung là chỗ nào cũng có rất là nhiều cá vàng áng. Và sau khi nói chuyện với các cô, các chị thì Khang mới nhận ra được rằng là chủ người Trung Quốc ấy có một cái lý do đó là chưa lấy lại. Khang thấy các cô, các chú, mọi người Trung Quốc đây nói một cái lý do mà chủ người Trung Quốc không lấy lại, nghĩa là chưa lấy lại bè ấy. Nó là vấn đề tiền quý vị ạ. Có nghĩa là hai đất nước nó phân ranh. Và nên muốn mà qua lại để lấy hay là làm bất cứ một cái gì nó phải có thủ tục pháp lý đây là rất là nhiều thứ nữa. Nhưng mà Khang nghĩ thì trong thời gian tới đây sẽ có sự bàn giao giữa hai bên để trả lại cho người bị mất đấy quý vị. À, quý vị có thể thấy thì trên biển đây thì còn rất là nhiều. Nói chung là rất là nhiều chỗ đang gỡ cá. Thuyền bè bây giờ mà ra khơi là cá vàng áng là dính đầy hết quý vị ạ. Cái dòng gọi là dòng khu vực biển này nó nhiều lắm. Khi mà Khang đi quay video ở bên Trung Quốc đây này, Khang nói về Việt Nam cái gì là Khang nói theo kiểu mà so sánh giữa Việt Nam và Trung Quốc là nói thật chứ không phải nói dối. Nói thật chứ không phải là nói xấu. Nói xấu là nói những cái gì không có. Đây Khang nói toàn những cái mà Khang thấy, Khang mới nói. Đó, quý vị thì thấy thì đây là những con cá vàng áng. Ở bên này người ta gọi là con cá chim. Ấy. Việt Nam mình thì nếu mà đúng mình gọi cho dễ hiểu nhất là gọi là con cá chim. Con cá chim vàng áng. Nó khác với so với con cá chim vàng Anh, nó khác so với con cá chim biển quý vị. Đấy, mọi người, những vị khách du lịch đang đến đây để mua cá quý vị nhé. Mua cá. Nói chung là mọi người đánh lên rất là nhiều, một ngày có khi cả vài tạ, cả nói chung là nhiều người cả tấn đấy quý vị. Nhưng mà vẫn hết quý vị nhé. Vẫn hết tại vì sao người ta đánh lên người ta sẽ bảo quản và người ta chờ khách đến người ta bán luôn quý vị. Đó. Nhiều lắm quý vị, nguyên tấm kia mấy chục cân nữa kìa. Tấm kia vài chục cân nữa. Đó. Mà con nào nó cũng bị kiểu như chảy xước. Đó. Cái này thì cô vừa bảo là 10 đồng quý vị ạ. 10 đồng một cân là 20 đồng 1 kg quý vị. Đây là nó bị chảy xiết vì giá đấy, còn bình thường ngày trước mình mua, mình hỏi bên này nó giá nó cao hơn nhiều. Ngày trước là 18 tệ là một cân quý vị nhé. Là 36 tệ là 1 kg ấy, khoảng 340 ấy. Đó, các cô đang bán cá quý vị nhé. Thôi mình di chuyển tiếp với quý vị nhé. Cảnh mà người ngư dân đang gỡ lưới này quý vị này. 1, 2, 3, 4, 5 cô này. Đang gỡ những tấm lưới ở đây. Ở bên kia thì rất là nhiều những con cá vàng áng. Các anh vừa đi về quý vị đây này. Nói chung là mình vẫn phải nói là cái số lượng cá nó còn quá nhiều. Vậy nên cái người mà mất cá này này nó nhiều lắm quý vị. Tính ra hàng trăm tấn. Đó đây này, một bịch này là khoảng độ cả tạ cá.
nói về cái cá mà bị tan ra biển thì nó nhiều vô kể quý vị ạ. Không phải ở dòng biển này đâu mà còn nhiều khu vực khác. Và mai mốt nó có thể là trôi xuống khu vực sâu hơn của Việt Nam mình, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An hay là xuống dưới bên sâu nữa. Nhưng mà Khang có tìm hiểu về cái con cá bằng áng này rồi, cái nguồn nước để nó sống cũng như cái môi trường sống tốt nhất của nó là nằm trên khu vực này quý này, trên đây hoặc là trên khu vực Quảng Đông của Trung Quốc, hoặc là khu vực Móng Cái, Trà Cổ của Việt Nam mình, thì con cá bằng áng nó sẽ phát triển và nó sống rất là tốt. Còn những khu vực khác thì có thể là không ok lắm đâu quý ạ. Hôm nay là đã sau bao nhiêu ngày rồi mà cá vẫn còn nhiều và các cô chú vẫn đánh được rất là nhiều cá như này. Khá là nhiều cá vàng áng quý vị ạ. Wow, thật quá nhiều quý vị ạ. Ủa xưa dưới nán à? À quý vị thấy đấy, đây này. Đây rất là nhiều những con ghẹ này quý vị này. Wow, ghẹ khá to quý vị ạ. Đây. Wow. À, quý vị thể thấy thì cái lượng cá đang còn khá nhiều quý vị nhá. Và trên những con cá này cũng đều có những vết thương. Hôm nay là Khang đang quay cho quý vị xem, đây là hôm nay là 12 quý vị nhá. Hôm nay là ngày 12 tháng 9 năm 2024. Và Khang thấy một tấm lưới cũng dính khoảng độ cả vài chục cân đến một tạ quý vị ạ. Một tấm lưới như này rất là nhiều luôn. À, quý vị có thể thấy thì những cái vết thương trên con cá nó bầm dập quá trời. Cá vàng áng, cô bên Trung Quốc có nói là con cá kia ấy, ở trên lưng nó sẽ xanh quý vị nhá. Phân biệt đấy, con cá thường, con cá trên biển đây nó sẽ xanh này. Con cá vàng áng thì nó sẽ vàng. Vàng cái này. Đó. Và đây những cái vết thương này quý vị này. Có nhiều người bảo là bên cá này bị bệnh, mình nghĩ không phải bệnh đâu quý vị ạ. Lúc mà bị tan ra nó đánh tan tác rồi là nó đập vào thành á, nó bị thâm bầm quá trời. Đó, các chú đánh được nhiều quý vị ạ, ghẹ cũng nhiều. Bên này người ta cuốn con ghẹ bằng một cái sợi dây nhỏ xíu quý vị ạ. Ghẹ rồi là cá vàng áng là chính quý vị nhé, cá vàng áng và ghẹ chỉ có hai tấm lưới này mấy chục cân quý vị ạ. Ồ, con nào cũng bị trượt hết người quý vị. Khang nghĩ rằng là khu vực biển này quý vị này, nó như một cái đáy của cái phễu ấy quý vị ạ. Nó rất là sâu và tất cả cá nó sẽ dồn và nó dập hết xuống góc này quý vị ạ. Vậy nên những người dân ở đây người ta vẫn bắt được rất là nhiều quý vị nhá. À, quý vị có thể thấy thì dọc bờ biển này, sóng nó vẫn đưa những cái cây gỗ, những cái phao xốp vào rất là nhiều quý vị nhá. À, sóng thì lúc nào nó đưa tất cả những thứ gì mà nổi trên mặt nước đều vào bờ hết quý vị nhá. Đây này. Đây là những cái bè nuôi hào của Trung Quốc quý vị ạ. Sau khi sóng đánh thì nó tan ra, còn những cây gỗ, cây nuồng như này. Đó. Thưa quý vị thì hiện tại Khang đang quay cho quý vị xem đây là cái khu vực nuôi hào quý vị nhá. Hào. Đó. Và quý vị có thể thấy thì nhiều thuyền đó đang chở những cái cục xốp kìa. Ra để thay thế cho những cái cục xốp bị hư ấy, sóng đánh hư ấy, quý vị. Đó. Thưa quý vị thì hiện tại Khang đang di chuyển đến nhà cô Hợp. Cô là một người Việt Nam lấy chồng ở bên Trung Quốc đây quý vị nhé. Điều đặc biệt là ngày nào cô cũng đi biển quý vị ạ. Mưa bão thì Khang không biết, nhưng mà ngày thường thì cái công việc mà biển gắn liền với cô đi cô te tôm với quý vị, tôm cá nghêu. Thì Khang lên đấy Khang hỏi về những con cá mà bị trôi giạt vào Việt Nam mình. Quý vị để thấy thì những người bám biển, những người ngư dân ở bên Trung Quốc thì có cuộc sống rất là gọi là đề huề, kiểu như là kinh tế rất là tốt quý vị. Nhà nào cũng xây nhà cao cửa rộng. Và cái chuyện mà có những chiếc xe hỗ trợ, xe hơi, xe tải là chuyện bình thường quý vị nhá. Quý vị thì bây giờ Khang đang gặp cô Hợp, Khang mới hỏi cô Hợp về cái con cá chim mà trôi trong Việt Nam mình. Ở Việt Nam gọi là con cá vàng áng. Con cá vàng áng. À. Bên Trung Quốc người Trung Quốc tên gọi là con cá chim. À. Cá nhưng mà tay nó gọi là con cá chim. Cá chim.
Thế cô thấy mới hôm mới bảo xong là những người nó đi làm chậu làm cá nó bắt nó biểu là ở bên Trung Quốc đây người người ta nuôi đó mấy mấy nó làm lồng lại nuôi đó, nuôi những cái biển tua mà là sau là mưa bão nó đập, nhưng mưa bão nó cuốn đi là trôi hết cả những cái lồng cá đấy. Dạ. Cá chim cũng gọi là cá chim. Cô có nghe thấy người ở Trung Quốc là nói là cái vùng nào nuôi không? Trời, chưa thấy nuốt. Chưa thấy nói à? Chưa nói ra, chưa nói được vùng nào nuôi. Nhưng mà chỉ có người, cô sát biển lên người thì người ta đi làm dậu, người ta bắt cá. Những cái lồng cá là trả hết rồi. Đem đi những cái chỗ này cũng ngọt thì hết rồi. À dạ. Mấy sau lại hai hôm trước còn rúa to, lặn rúa thì chưa thấy chết. Nhưng hôm kia cô đã thấy chết. Chết nhiều lắm à? Con cá không chết nhiều rồi. Thừa chết những con cá như này, những người nó làm giọng nó này, người ta bắt những con cá bắt cày này. Chắc con nên tàu zin nó có nhỉ, tàu zin là trên Trung Quốc ấy, nó có tàu zin Trung Quốc chưa thấy ai nhận, chưa thấy ai nhận cô lậu chỗ nặng đấy. Cô đây lại cũng được nhiều người ở đây chứng chỗ người ở đây lắm, người Trung Quốc nó nói tiếng bọc phổ thông bọc và chưa thấy ai nói nữa là con người ở đây là lậu quả nên nó nuôi đấy, hay là ở trên Quảng Đông hoặc là Quảng Tây hay là chỗ nào đấy. Vậy là tính là ở Trung Quốc chưa ai nhận luôn, chưa thấy nó hay nhỉ. Một cái bè tua trôi về cái biển này, cái biển chỗ cô đây hôm kia cô còn đi biển, một cái bè tua về đây trôi về đây nữa, có nghĩa là cái tàu nó ba tầng nhà ba à, tàu cái tàu ba tầng nhà to mà nó cứ những cái điều cái nước là không có qua rồi, nó là nó cứ trôi lên giữa lưng chừng biển, cái xong là bắt đầu nước to nó trôi giữa lưng chừng biển chung nó lại trôi xuống lại trôi lên làm hư hết cả cái người là làm chậu cá đấy à. Chứ mà ta là không có cái cầu khí nữa, ta là chuyện làm hào. Nhưng mà cái tàu đó là tàu của Trung Quốc à? Chưa nhớ, không biết tàu Trung Quốc, không biết tàu nước nào. Tàu Trung Quốc cái tàu. Có nghĩa là bão nó đánh tan một cái tàu lớn, tàu nó phá, nó đi nó phá hết mấy cái dậu cá người ta. Đi đâu là chú chạy. Có nghĩa là biển nước to lên đến đâu là nước lên là lên. Nước xuống là xuống. Xuống là xuống mà phá mù hối những cái tờ dậu cá nên là người ta làm cá. Nó cặm cây, ta đóng cây xuống là cắm lưới đấy. Cắm lưới. Nó phá ra đến đâu là hết sạch thì làm đẹp hết đến đấy. Cô Hợp, vậy là sau cái bão số 3 vừa rồi á, cô đi bắt cá có được nhiều không? Hay là bắt tôm được nhiều không? Sau bão số 3 này nhìn mùa cái cá nó mình cái con hến nha, cái con ngao, con lồ nào trong bắt á. Nó giạt hết vào bò lên trên vô tùa. Lên trên bò này những người nó nhặt bao nhiêu. Nhiều vậy à? Nhiều lắm, chứ nhất là bạn nhỉ. Cái lúc đấy mà bắt thì sợ là mệt đấy nhỉ? Không nhìn bắt đi nên là thì ta là ăn là chẳng ăn được bao nhiêu. Rồi, người nào nó lấy ăn một nửa cùng hai vài cân. Bán nó rẻ. Mệt lắm. Cô có đi nhặt qua đâu. Cô phải đi gì. Vậy sau báo vừa rồi thì cô kiếm được cái gì? Có cá, có tôm không? Có cá thì ra biển thì những cái dậu cá thì cô mà đi làm ra dậu cá nó cho người ta cũng vớt được mấy con cá. Cái con lò. Cái chim ấy. Cái đấy là cô không lấy. Cô không ăn à? Ăn được là nhưng mà lấy. Mà cô có ăn cái cá đấy chưa? Cá chim thì cô cũng bắt một tí về hôm đấy cô phạt cho cháu thôi. Cái lực bắt những cái con ốc chơi dài này là bắt mấy cân thôi. Điều. Còn đi làm lấy mấy đồng bạc thì không lấy không nhiều cái đấy. Nhưng mà con hỏi này, cái con cá mà bị vỡ nồng là đấy, cô đã thử ăn thịt cá đấy chưa? Có ngon không? Nhưng mà nói chung là cái cá ở biển này ngon hơn. À, cá biển ngon hơn cả đấy. Cá biển đấy là nôm, cái bạc cá biển là không giống, cái cá mà nó ở đâu chạy lại là không giống. Cái cá đấy màu vàng vàng hả? Có kiểu cái cá ở biển là nó xanh. À. Cái lưng một nửa bên mà nửa là nó xanh, cái cá cháu ở đâu nó chạy lại là cái bụng này hơi vàng vàng, cái trên cái lưng này nó trắng. À. Nó ba trắng là bọt bọt giống cái tờ ở đây. Đây này. Nhưng mà con không biết là cái thịt cá đấy có ngon không, con chưa ăn cơ. Không ngon. Không ngon à? Không ngon. Chắc không ngon mà. Cho ăn bột. Hôm qua con ra Vạn Vĩ người ta đang bán là 10 tệ một cân, 20 tệ một kg. Khang đang quay cho quý vị xem, đây là những cái trang trại nuôi tôm nhá. Nuôi tôm, nuôi cá ở bên Trung Quốc quý vị ạ. Người ta đầu tư khá là nhiều luôn. Đây là do bão á, đánh cho nó tan tác như này. Mấy cái ô kia thì không có cá, không có tôm, bên trong thì có quý vị kìa. Người ta làm như một cái ô như kiểu cái khung để đá gà chọi quý vị. Và người ta lắp đặt những cái máy oxy, nước, tất cả mọi thứ. Nuôi trồng ngay ven biển quý vị. Và rất là nhiều luôn. Bên này người ta chăn nuôi rất là giỏi quý vị ạ. Đó. Quý vị thấy là thẳng cánh của bay luôn. Từ đây trở xuống là hàng vài chục ô. Và bên này là nước biển quý vị nhá. Nước biển đây thì đa số là người ta sẽ nuôi cá nước mặn hoặc cá nước lợ thôi để giá trị nó cao.
cũng như cái vấn đề mà con cá mà bị bão đánh tan đó, con cá đó là con cá vàng áng, con cá nước mặn, cái giá trị nó cao, còn nhiều người lại đi hiểu nhầm nó với lại con cá nước ngọt, con cá chim đen. Cái điều đặc biệt Khang muốn chia sẻ với quý vị về vấn đề là chủ cá, thì Khang đã hỏi những người Trung Quốc cũng như những người Việt mình ở bên này đi làm biển ấy, thì người ta đều không biết chủ cá là ai quý vị nhá. Và trên tàu Jin, trên TikTok của Trung Quốc ấy, cũng không có cái thông tin gì chủ cá, chưa thấy gọi là xuất hiện. Và điều đặc biệt đó, có mấy người Trung Quốc ấy, người ta bảo rằng là chắc có thể là do chủ cá nghĩ rằng là chuộc về tốn tiền nên có thể là lặng im để cho mọi thứ nó trôi qua thôi. Đây là những cái thông tin mà Khang quay và Khang chia sẻ theo cái hướng của Khang phỏng vấn đấy quý vị nhé. Có nhiều quý vị bảo rằng là ô ông Khang ơi, ông chịu khó ông nói dối một tí thì kênh của ông phát triển rất là mạnh. Đấy là có bạn đấy là bạn nhắn tin cho mình, bình luận cho mình như thế. Thì mình hỏi là như thế nào. Bạn ấy bảo rằng là người Việt Nam mình ấy thì rất là ghét, nói chung là ghét người Trung. Nếu mà bạn mà làm video theo kiểu mà tôn người Việt Nam lên một tí rồi là hạ bệ rồi là nói xấu khéo người Trung Quốc một tí thì bạn sẽ nhận được rất là nhiều view và kênh của bạn rất là phát triển. Mình cũng cười và mình bảo vâng, thôi, như thế thôi quý vị ạ. Thực ra thì mình đi làm video thì mình chủ yếu là làm cái gì thật nhất, chứ không bao giờ mà để mà xiên tạc để kiếm một tí view. Có nhiều người người ta bất chấp người ta làm lấy view với quý vị ạ, nhưng mà mình không đến mức độ phải vậy đâu quý vị ạ. Đối với mình mà nói về tiền ấy, mình quý và mình trân trọng thật, nhưng mà chưa đến mức độ mà phải hy sinh, phải nói dối để lấy kiếm tiền quý vị ạ. Mình kiếm được bao nhiêu sau vài phút, sau một cái đêm ngủ dậy có khi là không còn gì, có khi sau đêm ngủ dậy đã thấy mình đã ở mãi ở một phương xa rồi. Cuộc sống này là ngắn ngủi lắm quý vị ạ, không có nên, không nên nói dối, không nên làm những cái gì mà trái với lương tâm đâu quý vị ạ. Video này mình chia sẻ đây quý vị nhé. Hẹn gặp quý vị ở video sau. Ra đảo Vĩnh Thực quý vị nhé. Ra đảo Vĩnh Thực quý vị nhé. Ra đảo Vĩnh Thực để trải nghiệm đảo Vĩnh Thực như thế nào, và cái bè cá của Trung Quốc trôi vào đó có cá hay không quý vị nhé.